Và Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Hôm nay tôi về thành phố Tân An, tỉnh Long An, thăm không gian vườn cảnh anh Trần Thanh Phong. Vào một khu vườn cũng rất là tổng hợp mà rất nhiều những cái dòng loại cây khác nhau. Bây giờ chúng ta đi đến với một số những cây mai chiếu thủy. Và tôi đưa những cái hình ảnh của những cây mai, có những cây thì cũng mới chỉ là dạng phôi, nhưng có những cây đã hoàn thiện. Anh em chúng ta cùng nhau giao dịch. Và có thể đây là những cái cặp mai chơi đối xứng được. Hai cây này thấy giống nhau này, đều là dáng trực liên chi này. Và những cây dáng chơi theo lối dáng trực cổ ấy. Cũng rất là già rồi. Cây nào cũng bung rất nhiều hoa, đúng là mùa mai chiếu thủy. Ở đây tôi thấy có những cái cây chơi cặp đôi, ví dụ những cây mà nhiều thân. Đấy. Và cây bên này rất giống nhau. Và đây cũng lại là một cặp chơi đối xứng được nữa. Đấy. Những cây mai cổ đây. Hai cây liền trong. Cây này đó đối với cây này trở thành một cặp. Và chúng ta đến với anh Trần Thanh Phong qua số điện thoại 0975 433 336. Vâng, và đây là một cây tùng Đài Loan này.
Vâng, đây là một cây được ghép trên gốc tùng vạn niên. Nhưng mà phải nó cái đã rất là an toàn rồi. Những cái chúm lá rất khỏe. Trông như những bông hoa này. Đây vật cây vẫn đang bảo quản, vẫn đang bao bọc thân. Nhưng mà cái gốc qua cái hình ảnh này chúng ta thấy rất là bự luôn, rất khỏe. Thân gốc rất to. Thế còn ở vị trí này thì tôi thấy anh đang dâm mủ rất nhiều những cái gốc lục vừng. Đều là những cái gốc mà có cái kích thước rất lùn lực và thân bệ rất đẹp ấy, tương đối u cục nhiều lắm. Đây, ví dụ như cái bệ này mà chúng ta có cái không gian rộng hoặc là chơi những khu sinh thái này, bệ rất lớn, cây thì tuổi đời khá là cao rồi, nhưng mà sau nhiều cái này là do thiên nhiên tạo nên thôi. Bây giờ anh di chuyển về đây với cắt cút thế này chứ mọi ngày ai cắt đâu, ở trong cái khu rừng thì ai cắt đâu, nhưng mà đến bây giờ cái form cây lại rất đẹp, nó thấp cây này. Và những cái bệ như thế này nhưng mà làm sao mà nó cao được nữa. Đây, những cái bệ mà để thành dáng siêu này. Và cái khu vực này thì qua trao đổi với anh Trần Thanh Phong, anh được biết là có 7 gốc tất cả. Đều là những cây lục vừng mà bao sống luôn ấy. Chắc chắn là yên tâm rồi. Đấy, dù cây lớn cây nhỏ có 7 gốc này anh thanh lý. Như cái gốc này thì cái vành đai sát mặt đất của nó phải là 2,5 m. 8,3,24 hơn chứ. Đây của nó phải đường kính phải 1 m. 1 m là vanh của nó phải 3 m anh ạ. To lắm. Đứng người nọ người kia không nhìn thấy nhau. Nó phải 3 m đấy. 3 m. Nhưng mà chiều cao lại không cao lắm đâu, rất hay các bạn. Như vậy một cái bệ này là khoảng bao tiền anh nhỉ? 80 triệu. À, cái bệ này nó đẹp hơn. Dạ, đẹp hơn. Còn mua tất cả mớ này thì là 250 triệu. Dạ, 250 triệu. Và còn có 7 cây. 7 cây. Về là mình phối ra thành một cái đồi. Rồi. Rất là đẹp. Anh đứng dịch ra kia tí. Rồi, rồi chụp nhá. Xong rồi. Vâng, dáng trực có, dáng siêu có, cây cao cây thấp có thể chúng ta thiết kế một cái đồi lục vừng. Nếu làm khu sinh thái lớn thì đây cũng là một cái trang trí rất đẹp đẹp đây. Cây nào cũng rất là già rồi. Như vậy là bình quân là 35 triệu một cây. Bởi vì 250 triệu mà 7 cây mà. Rồi. Cây nọ bù cây kia. Bán cả mớ 7 cây này là 250 triệu. Và ví dụ như cái vóc dáng của cây lục vừng này nhìn hay quá nhỉ. Nếu mà thiết kế một cái bờ hồ, một dãy hồ ấy, có thể cây này buông ra ở bờ hồ rất đẹp.
Đấy, đó là hình ảnh của 7 cây lục vừng trong một cái khu vực mà anh Trần Thanh Phong bán thanh lý giá 250 triệu. Vâng, ở sâu khu phía trong này anh cũng thanh lý mấy cây mai chiếu thủy, những cây dáng bóng lùn lực này. À, các bác muốn về tiếp tục chế tác và chỉnh trang thì chúng ta có thể đưa về làm được ấy. Cơ bản cái bệ cốt của nó rất già và có khả năng, có tiềm năng ấy. Anh thử quàng cái nào. Chín mươi rồi, ok rồi. Vâng, mai chiếu thủy lá lớn, lúc mình làm xong bông tán thì nó sẽ cô lại nhỏ nhỏ bớt lá. Và bên này nữa, đây có thể là hai cái phôi có thể chơi một tạo thành được một cặp mai giống nhau. Đây, phôi này to và phôi này già nhá, trắng hết tất cả rồi. Bên kia 90, bây giờ là bên này là đi 99 rồi. Cái phôi này, cái cặp phôi này, cả cả hai cái tôi vừa quay đây thì giá khoảng bao nhiêu anh? Dạ, cặp này hết 150 triệu. Vâng, 150 triệu cả hai cái đấy. Cặp này già quá nhỉ. Cặp này nó liền lạc. Dạ, cái cốt nó đã... cốt đóng đìa ổn định hết rồi. Giờ chỉ có làm bông nữa thôi. Rồi. Nào, di chuyển tiếp đi. Và còn những cây mai mà dáng trực cổ liên chi như này thì nhiều lắm. Những cây mà dáng trực cổ liên chi đều đều nhau như thế này thì khoảng bao tiền anh? Những cây này này. Dạ, mấy cây này rẻ chứ. Rẻ thì bao nhiêu? Dạ. 10 triệu một cặp. 10 triệu một cặp. Dạ. Vậy là 5 triệu một cây. 5 triệu. Anh em người ta hay mua về, người ta cắt thấp xuống là phôi mà. Lấy cái gốc ở dưới mà. Được rồi. Thế còn cái bệ này. Ôi giời, bệ này cũng đẹp quá nhỉ. Anh đi vào con này. Anh đo xem. Cái vành này chắc phải tầm 90 trở ngược. Nếu mà to bệ á. Ừ. Thì nó đo, bệ dưới còn to hơn nữa, đây mình đo ngang. Đây là 106 rồi. Đấy. Bệ này đẹp, tròn 100 đúng không? Bệ đẹp thế nhỉ. Rồi đấy. Tất cả là nó đã liền mặt cắt hết rồi, không còn mặt cắt. Rồi bây giờ chỉ có làm bông nữa thôi, làm tròn tán nữa là xong. Và tiếp tục đến với những cây mai chiếu thủy sâu ở phía trong vườn này. À, tôi cứ quay đây nhá, tôi có cái số điện thoại của anh Trần Thanh Phong. Các bác mà muốn giao lưu những cái gốc nào thì chúng ta chụp lại màn hình gửi Zalo. 90. Vâng, cây này là vành dưới 90. Hoa rũ rượi luôn. Rồi, tiếp đến được phía trong này. Chín mấy đấy? 92 à? 92. Rồi, 92. Vâng, và đây là số điện thoại của anh Trần Thanh Phong để chúng ta tiện việc giao lưu này. 0975 433 336. Vị trí vườn ở trên đường tránh quốc lộ 1A, phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
Ôi sâu phía trong này còn có những cái gốc mai chiếu thủy to lắm. Đều là những gốc cao tuổi. 100 bao nhiêu ấy? 123. 123 và đây gốc này nữa. Úi dồi, càng trong này càng nhiều những cái bệ khủng. Vâng, 105. Tôi vô khiên mấy cái chậu này ra mấy tiếp tục cái bệ này nữa này. Bao nhiêu anh? 103. To quá. Lù rồi. Tất cả mặt cắt từ liền hết rồi, không còn cắt. Nó liền sẹo hết rồi. Nó lù lên cả đây này. Đấy, anh nhớ vào dây để sau này chia bông. Chia bông lên đấy. Vâng, chúng ta lại khám phá tiếp sâu này. Anh có khe có đến cả vài trăm gốc như này đấy. Gốc này là vành 82 rồi. Nhiều lắm. Anh em chúng ta có thể tôi không quay hết được. Nhưng mà qua số điện thoại giao lưu với anh Trần Thanh Phong thì tiếp tục anh Phong lại giới thiệu. Với hàng trăm gốc như thế này thì không thể quay xuể được. Đây bên này thế này. Thôi không không thôi đừng quay nữa. À đừng đo nữa, đo tí dụ thôi. Sau này anh em người ta khám phá qua Zalo của anh thì người ta có cái tiêu chí, ví dụ anh tìm cho cái gốc vanh biết bao nhiêu như nào thì mình trao đổi sau. Còn bây giờ làm cầu nối để giao lưu thì chỉ ví dụ một vài gốc thôi. Chứ bây giờ đôi đi gốc nào đi đo mà quay cho hết thì chắc là phải đến chiều tối. Nhiều lắm. Rồi. Kìa, yeah, tít đằng trong kia còn nữa kìa. Và đây là một cái cây mà như anh Phong nói là nhờ chú cứ quay lên cho anh em thưởng thức thôi. Cây này thì cháu không giao lưu. Nhưng mà phải nói là cây mai này, mai cổ thực sự đấy. Xung quanh có những cây tử rất là chia rất đều các phía. Nghệ thuật không? Hoàn toàn là tự nhiên nhỉ? Đấy, có những cái điểm gấp rất tuyệt vời. Ôi giời, chưa cái tay kia đâu mới nó mới nghệ thuật. Đấy, đây. Rồi, tiếp tục anh ơi. Mai chiếu thủy khả năng thế thôi. Chuyển sang dòng cái khác đi vì mai chiếu thủy nhiều lắm. Bây giờ quay thì có mà lúc nào cho hết được. Đi. Vâng, giới thiệu với anh em chúng ta một cuốn vừa rồi là lô mai chiếu thủy và đồi lục vừng. Bây giờ Đỗ Sinh dừng cuốn này để chúng ta đi tiếp những cái dòng cây còn lại. Vườn anh Trần Thanh Phong, phường 4, thành phố Tân An, Long An.